Hello. Hello chú, hello chú. Bóp bi nè. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Thì đây là Yummy Tuấn. Đây là ok, thì nay chúng ta sẽ có một series mới, đó là series Chó Hùa Gaming. Ở series này thì chúng ta sẽ có hai người ngồi ở đằng sau. Mình sẽ chơi một cái tựa game nào đó, thì sẽ có những người bạn chó hùa. Xúc phạm con chó. Nani. Đúng rồi. Hơi sườn quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên, Poppy Playtime. Anh nghe nói là các bạn nói là game này rất là dễ thương tụi em. Đó. Ừ. Dễ thương. Ờ, đây là Poppy. Đâu cho anh Poppy cái. Mày hiểu à? Sợ hở lắm. Đâu giờ mày cho anh Poppy. Không biết mình phải quay game. La trước sợ. Ba mẹ nào mà mua cho con búp bê gớm mày. Vừa xấu mà vừa thấy ghê. Cái này chơi là đi uống nước là chắc xỉu luôn. Nhìn nó là muốn bể bi rồi, búp bi. Đồ con búp bê này bán 6 đô kìa. Trời ơi, 120. Quỷ vậy mà 120, trời ơi. Thật ra giá của nó có 20 thôi mà tiền tiền son phấn của nó hơn trăm mấy chục ngàn. Mày xài phấn xịn, giá đó. Thấy trang điểm lè lẹt vô. Playtime, tạm dịch là thời gian chơi Bobby. Thời gian chơi Bobby đến rồi. Tất cả những nhân viên ở đây đã biến mất 10 năm trước và bây giờ chúng ta phải tìm Hoa. Quay. Không, tìm bà Hoa đó, bà Hoa bị biến mất. À, bà Hoa bị băng là băng gì mà. Ủa sao anh không đi ra trước đọc chứ dễ anh. Sao nó quẹt cổ. Không, tao đọc cái chữ trước nè. Tính ra em đang đọc cái chữ ở trên luôn á. Không, cái chữ trên với chữ trước như nhau nhưng mà tao muốn khó hơn. Khó chi vậy trời. À, cái này cũng không phải tiếng Anh cho nên không. À, hiểu rồi. Tại thì cu te thì nó bóp bi thì nhiều khi nó bị te. Đó thì te te ra bay sấy luôn. Sao dưới sàn nhà có màu giống cái đó rồi. Má nhiều khi giải đố kiểu này không mày. Vậy là có màu xanh, màu vàng, màu đỏ nè. Ờ. Mà không biết bấm nào trước. Ừ, quan trọng biết bấm nào trước nè. Nhưng mà quan trọng là nãy 4 nút nó mới kêu á. Mà này mình mới có 3 à. 5 chứ. Anh nhìn nó kỹ rồi. 5 hả? Đâu giờ bấm thử. Giờ 5, 2, 4. Nào sai làm 4. Chó nha. Trời luôn. 5 nha. 4. 1, 2, 3. Trời ơi mày. Trời ơi mày. Chó hùa mà. Chó hùa cho Minh mà. Nhưng mà anh nhớ nãy trong cái phòng này anh vô có cái tàu lửa anh. Tàu lửa góc trên cùng nó cũng có màu ấy. Ờ, có khi cái tàu lửa ấy. Ở đây cũng có màu nè. Nhiều màu quá. Đó này, đúng không? Anh thấy không? Xanh dương trước, xanh lá. Không.
Tao đạp lên này ba. Trời ơi. Tao đạp lên con cạp. Đỏ vàng hồng xanh lá. Đỏ vàng hồng xanh lá. Không ngược lại. Không, nó chỉ cái hướng. À. Con này. Đỏ vàng hồng xanh lá. À, hay không mình chờ, hay không mình chờ. Rồi rồi rồi. Dễ em dễ. Ủa tính gần do mày giải luôn. Ờ. Dễ không nào đó. Nhưng mà mình chung team thì là nó là chung rồi. Ờ. Bóp vú lòng trợ thủ. Ủa thì ra đây là cứ bị kiếp đó. Bí kiếp. Ủa dạ. Sao mở cũng khó chịu. Ủa rồi cái tay trái đâu anh? Ờ tay phải đâu? Tay đỏ đâu? Ủa sao bị? Vì quảng cáo phát rồi. Ôi lừa rồi. Anh chưa nằm được đầu đúng không? Hay nha. Anh nắm tháo tay thân biệt. Thử thử thử. Ôi ơi ơi. Đứt dây rồi. Hello. Hello chú, hello chú. Tài ơi 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 mà ý là Bobby nè, Bobby lay tham mất dạy rất dần dần nè, có phiên bản 1.1 với lại 1.6 nữa. Ê, tính ra chỉ cần được gắn và gắn vào rồi hả? Phải xài cái này. Mất thời gian ghê. Ủa vậy anh phải có một tay khác chứ hả? Đúng rồi, vậy là phải có cái tay kia chứ hả? Để hang nó được nha. Vậy phải tìm cái tay đỏ được. Tay đỏ nữa mà. Chú cho mượn cái tay vàng đỡ được. Đéo. Khoan nha, khoan nha. Sao cái này nó giống cái cây nó hướng dẫn được. Điều chạy lại cây. Đó. Thôi nó có điện chạy kìa. Còn không tin. Tới. Ôi. Không anh. Ai. Ôi. Thiếu gì không? Nãy em thấy có chú đứng đó mà ta. Chú màu xanh đi. Không, chắc mắc gì xinh á. Đi xong ra đứng lại. Ủa? Không mà đồ chơi mà em. Hả? Em quên chuyện đó luôn á. Quên ngang luôn á trời. Thấy bắt đầu thấy game này nó không có vui vẻ nữa à. Hơi mót rồi nè. Cái tay quen nãy mượn á. Đã anh hiền nãy đầu mượn giờ chú cho đó. Này anh đứng đường. Game vui vẻ mà đâu sợ được. Tao đâu có sợ đâu, chỉ hơi hết hồn. Má gì mà bẻ thai bẻ chân, búp bê máu mà lum mì. Chứ vui mà cọc chứ. Đã bóp cọc đúng rồi. Đấy rồi đó. À là kiếm mình ba cái mũ giống vậy nè. Trời. Không phải đâu. Sợ á, nhìn sợ. Bảo vệ trực đêm đây chất lương cao. Thách thức. Ôi, anh lấy luôn được. Ủa? Ủa không tiêu anh. Ủa? Ê, tao tức nha. Lại nè. Qua được nha. Nè. Quay. Sao vậy? Ủa? Ở đây kỳ vậy. Em nghe tiếng gì đúng không? Đúng. Chỉ gấp thú anh. Thường gấp thú hay gớm. Ờ. Không bị gấp được.
Mà nó gấp gì ta? Một cái tay đỏ rồi à. Rồi sao? Có tay đỏ rồi, hai tay rồi mình. Thấy đủ hàng rồi về thôi nè. Ủa? Ừ. Mình không biết vô đây để làm gì luôn á. Quỷ hồn chơi cái gì đâu. Bà đã quỷ. Xôi. Mắc không nào mày. Ui ui ui. Ủa sao ta nhảy không xuống luôn á. Nè. Ui kìa giờ đi xuống. Làm sao ta? Need power. Thiếu điện, thiếu điện. Điện rồi. Anh là chú thời sửa hỏng nước và cô gì cần sửa điện may mắn mà. Nghe là cả cái tờ khiến người ta rối rồi chứ đừng nói tới coi phim. Ôi phim đó cần gì nội dung em ơi. Không bắt từ hai được nha. Nani? Why? Cái bên luôn á, chúng ta cái bên luôn. Gục ngã chiếc thiên đường. Đơn giản chứ không? Cái gì mình cứ đi lại gần mình. Nó làm mình cứ suy nghĩ phức tạp. Giờ mình đừng suy nghĩ phức tạp lên. Ủa ơi, cái gì? Rồi cái máy rồi này hắt khổ bên trời. Đó mình bắt đầu nạp cái người yêu cho nó tạo ra. Đó à. Còn mình tay chân rồi nè. Ủa là tạo chưa? Này nó chỉ là sơn màu rồi. À sơn màu chứ. À hổ ông. Con này là tiên tri vũ trụ. Mánh hổ ca đi. Tôi là đệ nhất nhà tiên tri vũ trụ trần trần. Tao có súng á, tao bắn mẹ. Thằng vô văn quá. Thôi có chơi rồi. Rồi ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa là phải tạo một món đồ chơi. Má. Why? Why? Giống chỗ này, giống chỗ này mình vô mà có... Thấy chưa, nãy anh đòi bớt. Ôi, chúng ta chỉ bớt luôn đó. Come on, 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 come on,
Tại sao chú lừa rồi? Má chú mày ra đường đó nữa tao nhảy luôn á. Mấy khúc không phù nó rất dễ thương. Tính nghe được Kiều đừng đi tiếp, anh như đi tiếp luôn. Tại giờ con chỗ đi vô mày. Kiều đi vô nhà hoa nè. Nhà bà hoa nè. Nhà bà hoa đâu, không đón khách vậy. Bà này bà bắn hoa. Cái này khách sạn nè. Trời trời má, tao thấy màu xanh vậy tao sợ quá. Cái gì ba Mỹ dưới trời. Thế đâu. Không ổn tí nào hết á. Chắc này là con búp bê đầu tiên thì xạo ra á. Con sáo đồ nãy đó. Con này 6.000 đô. Sáo đồ. Sao còn biết chớp mắt nữa ha. Sao sáo đồ nữa. Tôi chui rồi. Ủa. Mình mới xong chất tơ một. Đúng ra là nhà làm game nên làm thêm cái bàn thờ ở chứ. Vô là tôi cấm trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho tụi mình một like và một subscribe nha. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là series Chó Hùa Gaming có những tựa game nào cần được chơi, thì các bạn hãy nhớ comment bên dưới các bạn nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.